đã giữ màn hình và tiếp theo đây kính mời quý vị theo dõi phần tin giải trí. Ngày 8 tháng Giêng có những tin nổi bật như sau. Năm 2016 là năm phim ảnh đạt doanh thu cao nhất. Theo hãng tin Comscore, chuyên thu thập các tin tức về điện ảnh, thì tính cả năm 2016, tất cả các phim ảnh chiếu tại các rạp đã thu tổng cộng về 11,4 tỷ Mỹ Kim, vượt quá doanh thu của năm 2015 là 11,1 tỷ, tức là đã lập mức kỷ lục mới về doanh thu từ trước đến nay. Tuy nhiên, hãng Comscore cũng nói rằng doanh thu của phim tăng một phần cũng là do giá vé xem phim tăng, chứ thực tế số người đi xem phim tại rạp năm 2016 cũng bằng 2015. Các phim chiếu tại rạp đang phải cạnh tranh dữ dội với phong trào xem phim tại nhà bằng cách mua phim qua Internet. Ngành điện ảnh hy vọng rằng hàng loạt phim có chi phí cao và quảng cáo mạnh mẽ ra mắt vào đầu năm 2017 sẽ tiếp tục thúc đẩy khán giả đến rạp thường xuyên hơn. Bản hiệu Hollywood bị đổi thành Hollywood. Những kẻ phá hoại đã sửa đổi bản hiệu Hollywood, biểu tượng của Los Angeles, thành Hollywood vào sáng Chủ nhật ngày 1 tháng Giêng. Trong khi tiểu bang California bước vào năm đầu tiên, hợp pháp hóa cần sa và mục đích giải trí dành cho người lớn. Đây không phải là lần đầu tiên bản hiệu này bị sửa đổi để đọc thành Hollywood. Tạp chí Variety cho hay, vào đầu năm 1976, bản hiệu này đã một lần bị đổi thành Hollywood. Khi đó cần sa lần đầu tiên được hủy bỏ tính cách hình sự. Mặc dù luật hợp pháp hóa cần sa giải trí đã được cử tri thông qua vào tháng 11 vừa qua, cho đến sau ngày 1 tháng Giêng năm 2018, các cửa hàng mới được phép bán cần sa cho người mua không có thẻ y tế. Ông Schwarzenegger bắt đầu đóng chương trình truyền hình thực tế The Apprentice. Tổng thống tân cử Donald Trump đã từng được nhiều người biết đến nhờ đóng trong chương trình truyền hình thực tế The Apprentice trên đài NBC với câu nói này đã trở thành nổi tiếng khắp nơi. Bạn đã bị đuổi. Những người hâm mộ chương trình The Apprentice rất nóng lòng muốn biết chương trình này sẽ thay đổi như thế nào khi nam tài tử Arnold Schwarzenegger lên làm người thay thế ông Trump. Tối 2 tháng Giêng là lần đầu tiên đài NBC phát chương trình The Apprentice có ông Schwarzenegger trong vai chính. Ngay trong tập đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến ông Arnold sa thải ngay ca sĩ Connor Wilson và người điều khiển chương trình hội thoại Kerry Keegan. Thực đơn dành cho quan khách tại buổi trao giải quả cầu vàng. Khách sạn The Beverly Hills Hilton ở Hollywood vào ngày 3 tháng Giêng đã công bố thực đơn dành cho buổi lễ trao giải quả cầu vàng lần thứ 74 năm nay. Quan khách đa số là những minh tinh điện ảnh Hollywood sẽ thưởng thức một thực đơn phong phú với món khai vị là salad rau và trái cây trộn ăn với goat cheese. Các món chính gồm philê cá bát Chile và thịt bò philê mignon ăn với nấm và rau broccolini, cùng ba món tráng miệng gồm bánh almond kiểu Neapolitan, bánh su kem kiểu Pháp và kem vanilla và bánh chocolate giòn. Đầu bếp đứng ra chuẩn bị bữa tiệc năm nay là một người Ý. Các bàn tiệc cũng sẽ được trang trí hết sức đẹp mắt với bình hoa hồng màu cam chưng ở giữa, toàn bằng hoa hồng nhập cảng từ Nam Mỹ, với con số tổng cộng lên đến 15.000 hoa. Lễ trao giải quả cầu vàng năm nay diễn ra vào ngày 8 tháng Giêng. Người điều khiển chương trình sẽ là danh hài Jimmy Fallon. Ra mắt trailer quảng cáo cho phần sau của phim 50 Shades of Grey. Một đoạn trailer mới của quảng cáo cho phim 50 Shades Darker vừa mới ra mắt khán giả vào ngày 3 tháng Giêng. Đây là đoạn trailer thứ nhì. Tiếp theo đoạn trailer thứ nhất đã giới thiệu hồi tháng 9 năm 2016. 50 Shades Darker là phần tiếp theo của phim 50 Shades of Grey do hãng Universal Pictures ra mắt hồi năm 2015. Phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn E.L. James và nổi tiếng là phim ăn khách với doanh thu tổng cộng là 571 triệu Mỹ Kim trên toàn thế giới. Trong trailer của phim mới 50 Shades Darker, khán giả biết được hai nhân vật chính Jamie Dornan và Carlota Johnson đóng đã làm hòa với nhau. Nữ ca sĩ Taylor Swift và nam ca sĩ Zayn Malik trước kia thuộc band One Direction đã làm khán giả bất ngờ khi cùng nhau song ca bài hát trong phim là 50 Shades Darker là bài I Don't Want to Live Forever. Phim 50 Shades Darker do đạo diễn James Foley thực hiện sẽ ra mắt khán giả vào tháng 2 năm 2017. Giới thiệu phim mới A Monster Call.
Phim A Monster Call bắt đầu chiếu hạn chế tại một số rạp từ ngày 23 tháng 12 năm ngoái đến ngày 6 tháng Giêng vừa rồi mới bắt đầu chiếu rộng rãi ở các nơi. Chuyện phim dựa theo quyển tiểu thuyết nhi đồng nói về một cậu bé buồn khổ vì bà mẹ bị bệnh sắp mất, nên phải đi tìm an ủi bằng cách vẽ tranh và tình cờ tìm được một người bạn tri kỷ là một cây khổng lồ, được nam tài tử Liam Neeson làm người lồng tiếng. Vai cậu bé do Lewis McDougall đóng, vai bà mẹ do nữ tài tử được đề cử giải Oscar Felicity Jones đóng, vai người cha do nam tài tử Toby Kebbell. Chính nhờ những biến cố xảy ra mà cả gia đình cậu bé hiểu biết và gần gũi với nhau hơn. A Monster Call được xếp loại PG-13 vì nội dung đặc biệt và có vài cảnh có thể khiến cho khán giả nhỏ tuổi hoảng sợ. Janet Jackson sinh con trai đầu lòng. Người đại diện của nữ ca sĩ Janet Jackson năm nay 50 tuổi vừa cho tạp chí giải trí People biết hai vợ chồng ca sĩ này vừa mới có cậu con trai đầu lòng hôm 28 tháng 12 năm 2016, đặt tên là Isha. Chồng của Janet Jackson là một thương gia người Qatar tên Wissam Al-Manna. Hai người đã thành hôn từ năm 2012. Người đại diện của Janet Jackson cho biết hiện giờ cô đang nghỉ ngơi dưỡng sức và hoàn toàn khỏe mạnh. Tháng 4 năm ngoái, ca sĩ Janet Jackson đột nhiên thông báo hủy bỏ chuyến lưu diễn làm nhiều người đồn đại cô đã mang thai. Đến tháng 10 thì Janet Jackson xác nhận việc mang thai cùng với tạp chí People. Sứ ngôn viên Megyn Kelly của đài truyền hình Fox chuyển sang đài NBC. Đài truyền hình NBC vào ngày 3 tháng Giêng thông báo nữ biên tập viên Megyn Kelly của đài truyền hình Fox đã quyết định rời đài Fox và chuyển qua làm việc cho đài NBC với một vai trò mới có nhiều nhiệm vụ hơn. Trong đó có nhiệm vụ điều khiển chương trình tin tức dài 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ngoài ra còn điều khiển chương trình tin tức mỗi tối Chủ nhật. Đặc biệt là sẽ tham gia soạn thảo và tường thuật các chương trình chuyên về chính trị và về các sự kiện quan trọng. Megyn Kelly là một trong những biên tập viên nổi tiếng nhất trong các chương trình thời sự truyền hình, được nhiều người yêu thích. Năm 2004, cô đã gia nhập đài truyền hình Fox với tư cách là một ký giả làm việc tại thủ đô Washington DC. Sau đó được thăng chức làm người điều khiển chương trình The Kelly File, phát vào giờ có đông khán giả nhất. Ông Donald Trump khi còn đang tranh cử từng chỉ trích Megyn Kelly xử sự không công bằng vì cách cô đặt câu hỏi với ông trong cuộc tranh luận trước bầu cử. Hai mẹ con bà Debbie Reynolds đã được chôn cất một lượt vào ngày 6 tháng Giêng. Một nguồn tin thông thạo của tạp chí People cho biết nữ tài tử Debbie Reynolds và con gái là bà Carrie Fisher đã được chôn cất cùng một lượt vào ngày 6 tháng Giêng. Trước đó một ngày còn có lễ cầu nguyện chung cho hai người. Lễ cầu nguyện và tưởng niệm đã được diễn ra trong vòng riêng tư tại khu nhà riêng ở Beverly Hills, nơi bà trước đây sống gần nhau. Ngày hôm sau, hai bà đã cùng được an táng tại nghĩa trang Forest Lawn Memorial Park ở Los Angeles, gần nơi chôn cất bạn bè của hai người. Con trai của bà Debbie Reynolds là ông Todd Fisher đã cho đài truyền hình ABC biết ông cùng với đứa cháu gái Billy Lure, con của bà Carrie Fisher, đứng ra lo tang lễ. Ông Todd Fisher cũng nói rằng cả gia đình rất kinh hoàng và đau buồn trước chuyện đã xảy ra, nhưng cũng an lòng vì hai mẹ con bà Reynolds cũng được yên nghỉ bên nhau. Angelina Jolie vui vẻ đón năm mới cùng các con. Nữ tài tử Angelina Jolie đã cùng các con đi chơi và đón mừng năm mới tại thị trấn Crested Butte, là nơi nổi tiếng về trượt tuyết của tiểu bang Colorado. Cả gia đình đều tỏ ra vui vẻ khi ở Crested Butte, dù không có Brad Pitt đi cùng và còn bị các phóng viên theo dõi. Sau khi cả nhà cùng đi chơi trượt tuyết, Angelina Jolie đã tươi cười dắt cô con gái Shiloh 10 tuổi và cặp sinh đôi Nock and Vivian 8 tuổi ra phố ăn kem rồi mua đồ chơi. Cùng đi với gia đình của Angelina Jolie còn có người bảo vệ và một cô bạn thân. Phiên tòa đầu tiên xử vụ ly dị của Angelina Jolie và Brad Pitt sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng Giêng sắp tới. Brad Pitt yêu cầu tòa niêm phong tất cả các tài liệu liên quan đến vụ ly dị. Phim Sing đứng thứ hai về doanh thu cuối tuần. Cú phim chứa đầy tiếng hát của hai hãng phim Illumination Entertainment và Universal Pictures mang tên Sing đã thu về khoảng 24,3 triệu Mỹ Kim tại 56 quốc gia và vùng lãnh thổ hồi cuối tuần vừa qua.
với tổng doanh thu nước ngoài 97,8 triệu Mỹ Kim. Cuốn phim do đạo diễn Garth Jennings đã vượt qua mốc 100 triệu Mỹ Kim trong tuần này. Trong phim, con koala mang tên Buster Moon Boston làm chủ một nhà hát lớn đang làm ăn thất bại. Buster muốn cứu nhà hát đang bị hư hỏng giữa cảnh các chủ nợ liên tục đến xiết nợ. Buster bèn đặt ra cược tất cả các cuộc thi hát mà nó sẽ tổ chức. Phim Passenger đứng hàng thứ 3 doanh thu phòng vé cuối tuần. Đứng thứ 3 doanh thu phòng vé cuối tuần qua là phim không được đón nhận tốt lắm mang tên Passengers. Cuốn phim do cặp sao Chris Pratt và Jennifer Lawrence thủ vai mang về khoảng 20 triệu Mỹ Kim cho dịp cuối tuần, nâng doanh thu nội địa lên 65 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, Passengers mất 9 năm để sản xuất và có chi phí lên đến 120 triệu Mỹ Kim. Lawrence và Brad là hai hành khách trên một phi thuyền bay đến một hành tinh khác. Họ bị đánh thức một cách bí ẩn 90 năm trước khi đến nơi. Trong khi họ cố gắng khám phá bí ẩn đằng sau điều bất thường, vì tình yêu giữa họ chớm nở, nhưng cuộc tình bị đe dọa vì phi thuyền sắp nổ tung và cũng như họ dần dần khám phá ra nguyên nhân khiến họ thức dậy. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin giải trí ngày 8 tháng Giêng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của VietTV Canada. Mỹ Hạnh kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.